Cùng i Channel tìm hiểu về cây ngọc ngân trong phong thủy, đặc điểm cây ngọc ngân, tên khoa học của cây ngọc ngân là Diffenbachia picta. Thuộc họ Oreye, giấy, và có tên gọi khác là Valentine, lá cây mềm, hình bầu dục, màu xanh đốm trắng khá nổi bật. Vì tính tương phản giữa màu xanh thẫm của viền lá và màu trắng phần giữa lá, nó khiến người nhìn bị thu hút và thích thú ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cây có dễ chùm nên sinh trưởng rất nhanh, thường mọc thành bụi, cây trưởng thành có thể cao khoảng 30-50cm. Ý nghĩa phong thủy của cây ngọc ngân, theo phong thủy, ngọc ngân được mệnh danh là cây tài lộc mang về tiền tài, may mắn và thịnh vượng cho chủ nhân, người ta tin rằng có cây ngọc ngân trong nhà hay phòng làm việc sẽ làm may mắn mỉm cười và tài lộc hưng vượng. Để phát huy tác dụng phong thủy, bạn có thể đặt cây tại hướng đông nam sẽ tích trữ nhiều năng lượng tích cực. Vận khí trở nên tốt hơn, cây còn có tên Valentine, một trong các đại diện cho tình yêu, các cặp đôi có thể mua ngọc ngân làm quà tặng trong lễ tình nhân để thể hiện tâm ý tình cảm chân thành dành cho nhau mệnh hợp với cây ngọc ngân theo phong thủy cây ngọc ngân hợp với hầu hết các mệnh trong ngũ hành tương sinh đặc biệt là mệnh kim mệnh kim giỏi việc sắp xếp có đầu óc tổ chức thích nghi nhanh với thay đổi có ý chí quyết đoán kiên định tập trung vào mục tiêu họ trọng nghĩa khinh tài thích quảng giao biết kiềm chế bản thân nhìn xa trông rộng thích sự ổn định nhưng vì tin tưởng vào khả năng bản thân nên thường trở nên kém linh động đôi khi không biết cách tiến lùi phù hợp, vì vậy, mệnh kim cần tìm đến những vật mang ý nghĩa phong thủy để khắc chế bớt bản tính của mình. Cũng là thu hút may mắn, đem lại an ổn, trong ngũ hành, thổ sinh kim nên người mệnh này rất hợp với màu nâu. Vàng hay trắng, khi cây ngọc ngân có 80% phần lá là màu trắng, nên về cơ bản cây khá phù hợp với mệnh này. Đối với những người thuộc mệnh khác, vẫn có thể trồng cây phong thủy này tùy ý thích riêng mệnh hỏa cần tránh trồng cây thủy sinh vì thủy khắc hỏa dễ dập tắt niềm tin chặn đứng đường tài lộc người mệnh mộc cũng lưu ý có nên chọn cây hay không vì màu sắc của cây phần lớn thuộc kim khắc mộc trồng cây ngọc ngân cần lưu ý gì mủ cây có độc nên phải hết sức cẩn thận khi ra tay tiếp xúc vật lý với lá cây có thể sẽ không gây nguy hiểm gì nhiều nhưng trong quá trình chăm sóc nhựa và mủ cây chứa độc có thể thông qua tay mà xâm nhập vào cơ thể của bạn vì vậy, nên đeo găng tay hoặc sử dụng dụng cụ làm vườn khi chăm sóc, cắt tỉa lá cây. Nếu nhà có trẻ nhỏ hoặc nuôi chó mèo thì nên đặt xa tầm với của trẻ và thú cưng. Độc của cây không quá mạnh nhưng gây nên các triệu chứng như nóng rát miệng, lưỡi và cổ họng. Nôn mửa và khó thở, i Channel là kênh update thông tin sản phẩm 24 phần 7. Vui lòng click nút đăng ký và nút chuông để theo dõi nhiều thông tin hơn nữa nhé.